Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn theo dõi video của thầy. Thầy đang hướng dẫn các bạn đề chuyên Anh Thanh Hóa năm 2024. Đề thi này bạn có thể tải trong cái quyển này nè. Toàn chuyên Thanh Hóa và học sinh giỏi Thanh Hóa. Hoặc là bạn có thể tải trong cái tập này nè, hơn 100 đề thi chuyên Anh này để hướng dẫn cho nhân viên tiếp. Và trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn phần tiếp theo của đề thi nha. Trước đó chúng ta làm rất nhiều đề phần rồi, phát âm nè, trọng âm, chia thì, word form, sửa lỗi sai làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm phần ngữ pháp và cấu trúc câu bạn nè. Phần ngữ pháp và cấu trúc câu nha. Câu số 1. Thì không có nghi ngờ gì cái chương này. Thì cái gì đó các bạn nè. Cho những người quan tâm về cấu pháp, cú pháp của trật tự từ tự do. Thầy chào Thảo Nguyên nha. Rồi, thầy chào Thảo Nguyên. Rồi. Câu số 1 các bạn nè. Câu số 1. Câu số 1. Thì trong câu này đó, nhiều bạn nhìn vô có thấy làm được luôn. Bạn thấy chỗ này có to be nè. To be nè. Đáng lẽ là to be cộng tính từ quá. Mà trong câu này chẳng tính từ. Câu D đó, great mà cộng tính từ là không đúng rồi. Thầy bỏ câu D. Thầy chỉ có câu A, câu B, câu C. Thì chỗ này nè, đáng lẽ dùng tính từ nhưng mà người ta dùng theo kiểu formal quá. Người ta biến tính từ thành danh từ và người ta thêm chữ of vào. Nên bạn nào chọn thầy câu số 1 của C đúng nè. Các bạn hay gặp cái dạng thế này lắm nè nha, cái từ importance, cái chữ này đó, thì ví dụ nè, is important nha, đó cho 5 chấm nè, hai cách này nó gần tương đương với nhau nha, it is of nè, importance đó. Tóm lại đây là một cái cách viết rất là formal các bạn nha, rất là formal trong tiếng Anh, nên câu số 1 các bạn chọn thì cũng sẽ đúng nè. Thầy sẽ qua câu số 2 các bạn nha. Câu số 2. Thì tôi không nghĩ anh ấy đã tới đó, phải không? Đây chính là câu hỏi đuôi các bạn nha. Đúng rồi nha. Đề này dễ thở rất nhiều. Thầy thấy các bạn làm bài rất tốt nha. Có nhiều bạn làm rất nhanh luôn. Tôi không nghĩ anh ấy đã tới đó, phải không? Có nghĩa là tới đó, phải không? Thì phải không ở cái khúc này nè. Chỗ nào mà có từ I don't think, I think bỏ qua nha. Tính khúc này các bạn nha. Thì đây chính là chữ has các bạn nha. Chữ has. Nên câu số 2 bạn chọn này câu A đúng nè. Ở đây chữ not đã dùng rồi nha. Câu A đúng các bạn nha. Chữ not ở đây nhưng được tính là dùng rồi. Và mình tính câu hỏi đuôi theo khúc này. Bởi vì câu có I think đó. Nhớ thầy nha. Bây giờ thầy chuyển qua câu số 3 các bạn nè. Câu số 3. Câu số 3. Thì cái người phụ nữ đó mắc bệnh trầm cảm được gây ra bởi làm việc quá nhiều và sức khỏe kém. Các bạn nha. Đó. Trong câu số 3 này bạn nào chọn thầy cái từ được gây ra đúng nè. Đó, được gây ra đúng nè. Cái phrasal verb nào mang ý nghĩa là gây ra nhưng mà gây ra cái xấu. Thông thường gây ra cái xấu. Thì câu A, cái từ come out nhiều nghĩa các bạn nha. Các bạn học DES B1 các bạn thấy là come out là được xuất bản, được ra lò nè. Take up, chọn môn thể thao, chọn sở thích nè. Nha. Cái từ put through dạng như là chuyển chuyển máy các bạn. Còn trong câu này bạn nào chọn thầy của C đúng nè. Cái từ bring on là gây ra những cái thứ gì đó mà gọi là xấu các bạn. Trong trường hợp này nè, bệnh trầm cảm được gây ra thì chọn C đúng các bạn nè. Thầy đã xong câu số 3 nha. Quá trời bạn đúng luôn. Quá trời bạn đúng luôn. Bây giờ thầy qua câu tiếp theo các bạn nè. Câu số 4. Hai người này đang nói chuyện với nhau về kế hoạch của họ. Người này mới nói, chào Victor, bạn có nghĩ rằng nó có thể cho chúng ta
để nói chuyện ngày hôm nay không, để tám ngày hôm nay không, thì người này mới nói với mình thích lắm, nhưng gì các bạn nè, nó là thời khó biểu chặt, cái thời khó biểu đến được các bạn, mà không chỉ nè, chặt lớp rồi, tôi là một thời khó biểu sai rồi, nó có một thời khó biểu chặt, nó là ai các bạn, ở cụ đề nè, nói dài dòng quá. Chọn đề đúng các bạn nha. Nhiều câu không giải thích thì không được, giải thích thì thấy nó kỳ kỳ quá. Câu số 4 chọn thì cũng đề đúng nè. Bây giờ thầy qua câu số 5 các bạn nè. Câu số 5. Thì Linda các bạn, cái gì đó trong số 25 ứng cử viên nè cho vị trí giám đốc điều hành. Ở cái này cũng giống như là CEO đó các bạn. Giám đốc điều hành hoặc là General Manager. Câu số 5. Câu số 5. Chữ đầu tiên thiếu tiền lẻ để thối nè. Câu B các bạn nè, bị cận thị nè. Câu C nè, được rút trong danh sách ngang. Các bạn nha. Còn câu D đó, thiếu thiếu người giúp. Tóm lại bạn chọn câu C đúng nè. Linda được vào danh sách ngắn trong 25 ứng cử viên. Đó, được vào danh sách ngắn trong 25 ứng cử viên. Câu số 5 bạn chọn thì câu C đúng nè. Bây giờ thầy qua câu số 6 của bạn nè. Câu số 6 nè. Thì bạn có kế hoạch để thi không? Cái chữ này bác nó có ba nghĩa luôn, thầy tra cho bạn nè. Bởi vì chữ này các bạn học trong Desk B2 á, nó có ba nghĩa nè. Thầy ghi lại cho bạn nhìn nè. Đầu tiên là enjoy, là thích các bạn nha. Enjoy là thích, là thi đấu. Rồi hai nghĩa chính các bạn nè, thích thi đấu. Trong trường hợp này bạn chọn thầy câu câu A nè. Đây chính là compete. Thì bạn có dự định thi đấu cuộc đua 100 m không? Destination B2 các bạn nha. Go in for. Không có go out, đi chơi hoặc là kiểm tra lại đây đâu các bạn nha. Đó, thầy thấy bạn Hà My, Sơn Phạm, Lâm Giang, Đăng Khôi, Nguyễn Đức nè. Đó, vân vân nè, đã làm bài rất tốt nha. Bạn Ngọc nè, vân vân nè, anh Khôi nè. Rồi bye bye anh Khôi nha. Thầy qua câu số 7 các bạn nha. Thầy qua câu số 7 các bạn nè. Câu số 7. Thì những nhà tư vấn về pháp luật của nhóm này nói họ thi gì đó sáng kiến để xử lý những vấn đề về quyền riêng tư trên mạng. Thì trong câu này thì có từ initiative là sáng kiến, là một cái danh từ. Và collocation của nó, các bạn hay thấy cái từ seize là tóm lấy đó, hoặc là cái từ clues các bạn nè, hoặc là bạn có cái từ tag nè. Cái từ initiative này nó đi với một trong ba chữ này nè, nên thì chọn đề đúng nè. Tóm lại là được cho là sử dụng cái sáng kiến này để xử lý những vấn đề về quyền riêng tư online các bạn nha. Thầy chọn câu D, collocation. Rồi, bây giờ thầy qua câu số 8 các bạn nha. Thầy câu số 8. Câu số 8 thầy có một cái idiom nữa bạn. Thầy có cái idiom các bạn nè. Thì cái idiom này nè, bạn nào chọn thầy câu câu B đúng các bạn nha. Câu B đúng nè. Chúng ta có cái từ under the gun á, là rất là lo lắng các bạn. Thì ông này rất lo lắng nè, để quyết định liệu có di chuyển cái công ty của mình hay không. Đây chính là lo lắng. Còn bạn chọn câu D đó là bí mật nha. Câu D không hợp nghĩa. Câu D cũng là idiom luôn nhưng không hợp nghĩa. Còn câu A và câu C đó bác. Câu A và câu C thì không có cái idiom này các bạn nha, không có cái idiom này. Rồi thầy chọn câu B đúng nha. Đó, Thảo Minh, Gia Hưng, Bạn Đức, vân vân nè. Thầy không biết Peter Parker nha bạn, King Clan nha.
Thầy sẽ qua câu tiếp theo nha. Thầy sẽ qua câu tiếp theo nè. Câu thứ 9. Câu thứ 9. Câu số 9 là câu khó bạn ạ. Câu số 9 là câu khó nha. Thì trong câu số 9 này, tôi kiểm tra bài thi của tôi trước khi nộp nó cho giám khảo vì sợ rằng tôi có lẽ làm lỗi lầm. Câu số 9. Thầy bỏ câu câu A các bạn nè. Thầy bỏ câu A các bạn nè. Và thầy cũng bỏ câu C luôn. Câu A là để. Câu C là bởi vì. Hai chữ này không hợp nghĩa các bạn nha. Hai chữ này không hợp nghĩa. Câu số 9 thầy chỉ có câu B các bạn. Và câu D thôi. Thì trong câu này nè các bạn lưu ý thầy nè. Nếu như mà trong quá trình các bạn viết câu á, nếu như trong quá trình các bạn viết câu á, thì các bạn ưu tiên thầy cái chữ less này nó đi với thể giả định nè các bạn nha. Trong quá trình nếu bạn viết câu á, thì thông thường thầy cô đều nhắm tới cho các bạn viết chữ less là đi với thể giả định. Nhưng mà khi bạn tra tiện đó, bạn thấy thỉnh thoảng nó không đi với thể giả định. Và ở trong câu này quan trọng nhất là chỗ này có chữ my trước bạn nè. Và nếu như bạn thấy chữ my chứ, bạn ưu tiên chọn thầy cái từ for phi đát nè. Thì tại sao thầy chọn câu B thì không chọn câu D các bạn? Trong câu này sẽ có rất nhiều bạn tranh cãi đấy nha. Trong câu này sẽ có rất nhiều bạn tranh cãi. Thỉnh thoảng các bạn sẽ dùng trực giác để làm đề thi nha, làm bài tập nha. Nếu bạn thấy chữ my và cái chuyện gì đó làm cho bạn sợ hãi và lo lắng, làm cho bạn lo lắng dù cho là bạn chưa có gây ra cái spelling mistake này, thì bạn chọn thầy cô câu B của bạn nè nha, chọn thầy cô B nè. Và đặc biệt nè, cái từ for be that đó, bạn để ý mà xem nó hay đi chữ my này các bạn nha. Còn chữ less này nè, nếu bạn tra từ điển Oxford Cambridge bạn thấy rằng á, người ta vẫn không dùng thể giả định không sao hết, nhưng mà ta không dùng chữ my và người ta cũng ít khi dùng chữ suốt cho chữ less này. Tóm lại câu số 9 câu B đúng các bạn, không phải câu D nha, không phải câu D đúng đâu. Bạn nào chọn thay câu câu B đúng nè, cơ bản rằng bạn lên Google tìm cho thầy những cái ví dụ ở những cái từ điển mà nó xịn chút nha, những trang web nó pro chút, bạn thấy chữ my này nè. Và đây chính là cái việc gây lo lắng cho bạn nha, gây lo lắng cho bạn đó, nên là bạn chọn thầy câu câu B nè, đó có chữ my nè, gây lo lắng, chọn thầy B mới đúng nè, không phải câu D đâu bạn đó. Nếu mà tính theo Cambridge đó, thì chữ less này người ta không dùng chữ my mà. Và thầy thấy chữ suốt người ta cũng chả dùng luôn, người ta dùng giả định nhưng mà lại không dùng chữ suốt. Thầy đọc rất nhiều bài tập thì thấy nó vậy đó. Chọn thầy câu B đúng. Bây giờ thầy qua câu số 10 các bạn nè. Có nhiều từ rất dễ gây nhầm lẫn các bạn nha. Có nhiều từ rất dễ gây nhầm lẫn. Nhiều lúc mình phải dùng cảm nhận mình làm đó. Bây giờ thầy chuyển qua câu số 10 các bạn nè. Câu số 10. Thì trong câu số 10 á, đây là một cái idiom. Nghe người khác kể lại. Đây, thầy có cái idiom gọi là nghe người khác kể lại. Thì ở đây bạn chọn thầy câu A đúng các bạn nè. Câu A đúng nè. Mấy cái câu này không phải idiom nha. Mấy câu này không phải idiom các bạn. Chả đúng. Người ta cho bạn để mà gây nên bối rối cho bạn thôi. Tôi nghe người khác kể lại. Đó, Peter nó bị đuổi khỏi đội đội bóng đá. Các bạn nha. Đuổi khỏi đội bóng đá. Thầy đã xong phần ngữ pháp và cấu trúc câu của bạn nha. Cảm ơn các bạn theo dõi video nè. Bạn nào theo dõi nhớ like giúp thầy cái. Bạn Gia Hưng, bạn Clan Antigot nha. Bạn Băng Lãnh, bạn Soda Chanh nè. Đó, bạn Ngọc, bạn Trọng Thanh và rất nhiều bạn nè. Làm bài tốt nè. Bạn Phương Linh nè. Thầy sẽ chuyển sang phần tiếp theo của bạn nha. Phần Close Test nè. Đó, phần Close Test. Sau đó phần này rồi tới phần viết câu.